Chào mọi người, rất vui được gặp lại quý vị. Ngọc đang có mặt tại Trần Anh Riverside ở Bến Lức Long An. Và hôm nay đã là tháng 11 rồi, thì mình hãy cùng nhau tham quan lại Trần Anh Riverside để xem hạ tầng ở đây đã xây dựng như thế nào, những ngôi nhà ở đây đã hoàn thiện chưa và quý vị thì khi nào có thể nhận nhà được. Con đường hôm nay vẫn mát như mọi hôm và Ngọc nhìn thấy những cây xanh ở trồng hai bên đường đã bắt đầu lớn hơn, có nhiều cây và nhiều tán lá hơn rồi. Và Ngọc đang hy vọng là trong những đợt tới Ngọc tới đây thì những cái cây này nó sẽ cao lớn và nó sẽ đẹp hơn. Ngọc đang đi ở đây là những lốc A2 và A3 nha quý vị. Hôm nay tới đây là mình đã nhìn thấy những mảng xanh đã bắt đầu che dần những ngôi nhà rất là mát. Và hình như ở đây là họ đang trong cái quá trình làm vỉa hè đó quý vị ạ. Và giờ thì Ngọc sẽ quẹo qua đây ha, lốc A6. Và A6 thì theo Ngọc biết thì nó đã được bán từ cuối năm ngoái hoặc đầu năm nay. Thì những anh chị nào mua đợt đó thì bây giờ mình có thể chuẩn bị nhận nhà rồi. Thì những căn nhà bên A6 thì đã khá là hoàn chỉnh. Thì Ngọc sẽ đi qua mặt sau bên này. Bây giờ thì họ đang đổ đất để làm vỉa hè nha, đổ đất để san cái nền đất này, xong họ sẽ san thêm một lớp cát nền nữa, rồi xong sẽ bắt đầu đổ xi măng lỏng và làm lát gạch. Như vậy là coi như xong cái vỉa hè rất là nhanh nha. Ở bên này đây, ở bên này có mấy cô chú này đang cúng cái gì, chắc cúng nhà mới, nhà xây gì đó. Bây giờ Ngọc sẽ vòng qua lốc A1 này, A4 A4 là bữa xây gạch thì bây giờ đã xây tô rồi. Wow, ngạc nhiên nhất là lốc A1 nha quý vị. Lốc A1 như hôm bữa Ngọc có quay về cái căn nhà gốc ở đây này, thì nó sẽ có hai căn A18 và A19. Thì bây giờ mình nhìn lại thì đã rất là đẹp rồi. Để Ngọc sẽ quay qua cho quý vị nhìn nha. Hai căn này mà ở rồi có thêm cái vườn là quá đã luôn. Thoáng hai mặt, có ban công nữa, rất là nhiều ban công qua hai mặt. Giờ Ngọc sẽ đi ngược lên phía trên. Và hôm nay thì theo Ngọc thấy thì những ngôi nhà ở đây thì nó đã xây tô rồi. Còn khoảng 7-8 căn ở trên này thì nó đang xây gạch này. Đang xây gạch. Cách đây khoảng 2 tháng rưỡi là những cái nhà này thì nó chưa có lên tấm. Nó là đang đổ cây, đổ cột đó. Còn bây giờ là bắt đầu nó xây gạch rồi. Ok, bây giờ là Ngọc đã đi lên, tới đây là phần khu công viên thì giờ Ngọc sẽ đi ngược lại. Thực ra mỗi lần Ngọc đi tới đây thì Ngọc sẽ đi theo một cái con đường nó khác một chút để quý vị có thể nhìn nhiều cái ở nhiều góc độ khác nhau hơn. Giờ Ngọc sẽ chạy thẳng xuống, bây giờ mình sẽ đi qua bên khu biệt thự. Đây là toàn cảnh cái khu nhà phố của mình, vậy cái con đường này 18m. Bên này là cái hồ nha quý vị. Mấy cây dừa hôm nay cũng có vẻ xanh tươi hơn, nhưng mà nên nó chưa có trải cái thảm cỏ ở ngay cái bờ hồ đó, nó phải trải thảm cỏ nó mới đẹp. Bữa trước Ngọc đi tới đây thì nó chưa có lắp cửa và hôm nay thì nó đã lắp cửa rồi nè. Nó lắp cái cửa, cái khung sắt nhưng mà chưa có lắp cái phần kính vô. Và hai bên thì nhìn cái vỉa hè thì bắt đầu nó đã đổ đất rồi và bây giờ nó đang đợi lúng này. Thực ra nếu mà nó lu thì sẽ nhanh hơn. Ok quý vị. Bây giờ Ngọc sẽ đi vòng qua phía sau để coi bên đằng sau này nó đã xây sao ha. Lốc B5, C6 và B6. Ở đây là bên B6 nè. Thì wow, như bên B6 là đang tập trung ở đây là xây khá là nhiều.
Như vậy là bên này họ đang gấp rút là xây những cái ngôi nhà cho những cái quý vị mà mua ở phía bên này. Còn bên đây B5. B5 thì như quý vị thấy đó, bên cạnh những cái ngôi nhà đang làm móng hoặc là những cái ngôi nhà mà nó mới đổ cột thì cũng đã có những cái ngôi nhà nào đó lên một tấm và đang đổ cột của cái tầng thứ hai. Và bên cạnh đó cũng có những cái căn nhà mà nó đã lên tấm lên trên nè, nhìn nó rất là rộng luôn. Và ở chỗ này thì Ngọc cũng thấy nó không biết là sao mà nó xây, nó mua nó không có làm hết một lượt. Thì Ngọc nghĩ là do cái đợt trước nó có bán đất á, nó có bán đất thì cho nên những cái căn nào mà nó mua đất thì nó sẽ chỉ ít cọc thôi, nó không có xây nhà. Cái khu này quý vị có nhớ đây khu nào không? Cái khu này là cái lốc B1. B1 đợt trước nó là cái nhà gọi để vật tư, rồi cái nhà mà để làm cây cọc ở đây nè. Thì giờ nó đã dỡ ra và nó đã ép cọc xong toàn bộ. Bữa trước Ngọc đi xuống thì nó đang ép cọc cái khu này. Đến nay đã ép cọc xong toàn bộ rồi và chưa biết là khi nào thì nó sẽ xây. Thì hiện tại B1 thì này nó vẫn còn một căn 3,2 tỷ. Ok, cái lốc C1, C2, C3, C4 hay là B2, B3 đó là bắt đầu đã xây rồi. Hôm nay là nhìn thấy nó cao rồi, đúng không quý vị? Bữa trước là mình nhìn thấy nó còn thấp là tà. Hôm nay là nhìn giống như mình đi vô một cái công trường. Hai bên là bắt đầu lên cao rồi. Ở đây thì họ không có dùng dàn giáo gỗ mà họ dùng dàn giáo sắt. Đây ha. Và đây là những cái xương móng đầu tiên. Cách đây khoảng 4 tháng thì bên cái khu bên kia thì nó cũng giống như thế này, nó có một số căn giống như thế này. Thì bây giờ là nó cũng đang trong quá trình hoàn thiện rồi. Thì Ngọc cũng hy vọng là ở đây họ có thể xây nhanh một chút. Như đợt vừa rồi thì thời tiết của mình nó hơi trái mùa một chút, nó gặp những cái cơn mưa trái mùa thì cái tiến độ xây nó chậm hơn. Còn bây giờ thì bắt đầu đã qua khỏi mùa mưa, bắt đầu qua mùa nắng rồi. Thì Ngọc cũng hy vọng là nó sẽ không có chịu bất cứ một cái thất thường về thời tiết. Đợt này thì đang có cơn bão, nhưng mà Ngọc thấy như dưới Sài Gòn thì cũng không có chịu ảnh hưởng nhiều lắm, chỉ bị một hai cơn mưa thôi. Thì Ngọc cũng hy vọng là thời tiết thuận lợi để cho mình có thể là xây dựng cái khu này nhanh chóng hơn. Ở dưới này đã bắt đầu xây gạch rồi đó quý vị. Và nội khu của chúng ta là hoàn toàn là điện âm và nước âm nha quý vị. Mọi thứ là đều âm hết cho nên sau này mình sẽ không có chịu cái tình trạng là những cái dây điện lòng thòng rồi lơ lửng ở trên nhà, thì nó sẽ rất là an toàn. Và ví dụ như quý vị mà có hoàn thiện nhà thì khi mà bên điện lực họ tới họ hoàn thiện cho quý vị á, thì quý vị nhớ kêu họ để lại cho mình một cái bản chi tiết về cái sơ đồ dây ở trong nhà, để ví dụ như sau này khi quý vị không có liên lạc với họ mà gọi một đơn vị khác thì người ta có thể biết được cái vị trí chính xác của những cái dây điện trong cái ngôi nhà của mình, thì việc sửa chữa thì nó sẽ dễ dàng hơn. Tại vì cái đợt này, đợt vừa rồi thì cũng có một số cô chú hỏi Ngọc về cái vấn đề này, thì Ngọc cũng nói luôn để quý vị có thể dễ tham khảo. Đây lốc C4 nha quý vị, C4 thì nó đã sang đất rồi, sang đất bằng phẳng. C4 hoàn toàn là lốc đất, người ta bán đất là nó sẽ nhìn ra cái khu hồ bơi, khu ven sông. Ok, bây giờ là mình đã đi tới cuối của cái dãy này rồi, thì bây giờ Ngọc sẽ đi thẳng ra bên cái mé sông. Thì Ngọc thấy ở đây đang có một số người đang làm gì ngoài này, và Ngọc cũng muốn xem là ở ngoài này nó có cái gì khác biệt so với đợt trước Ngọc đi tới không. Thấy có nhiều gạch đá này thì chắc họ đang xây cái gì ngoài đó. Giờ thì Ngọc sẽ đi thẳng ra ngoài bờ sông luôn nha quý vị. Trước mặt Ngọc là sông Vàm Cỏ Đông. Thì nó có cái bài hát gì ha, em ở đầu sông, anh cuối sông, cách nhau dòng nước Vàm Cỏ Đông đó. Thì đây chính là cái con sông Vàm Cỏ Đông huyền thoại mà Ngọc nói. Thì sau này quý vị có du thuyền hay này nọ thì quý vị có thể đến đây đi chơi vòng vòng. Và theo Ngọc thấy ở trên Sài Gòn có một cái quán sake ở ngay chỗ cầu Bình Chiểu á, thì ở đó nó cũng có cho thuê du thuyền á, nó đi vòng vòng ngay cái khúc sông đó, 500 hay là 1,5 triệu một lần đi, tùy theo cái số giờ quý vị đi. Ở đây thì nó đang làm cái gì rất là nhiều ống nước luôn. Thì trong cái video tiếp theo đó, Ngọc sẽ tới đây cập nhật lại để xem họ sẽ xây dựng cái gì ở đây. Và bây giờ mình sẽ đi tiếp nha. Coi như là nãy giờ mình đã đi toàn bộ cái khu của chúng ta rồi.
Bây giờ mình sẽ đi chợ ra và mình nhìn lại toàn cảnh của khu đô thị Trần Anh Riverside. Thì hình như Ngọc thấy là ở đây cái con sông Phàm, cái con sông con kênh đó mà bao quanh lấy khu biệt thự á, thì nó chưa có làm, vẫn còn rất là nhiều dừa nước. Còn cái khu này thì cái khu mà mặt đường 18 mét này thì quá đẹp rồi. Ở đây thì quý vị có thể dọn vô ở và vô hoàn thiện được rồi nha quý vị. Thì ví dụ như anh chị nào mà muốn vô sớm ở sớm thì cứ lên công ty rồi mình nói bên đó muốn bàn giao nhà sớm hay này nọ gì, nếu mà họ làm xong rồi họ sẽ bàn giao cho mình. Thì cái thời hạn ghi trên hợp đồng nó chỉ là cái thời hạn phòng ngừa, lỡ đâu mà có sự cố về thiên tai hay là thất thường thời tiết gì đó thì họ giao trễ hơn thôi. Còn nếu mà xong sớm thì bên công ty sẽ giao sớm cho quý vị. Ok, giờ mình đã đi qua tới khu nhà phố rồi. Ngọc đưa cái video này cho một người coi và họ kêu trời ơi đẹp quá, ở dưới này xây nhìn nó đẹp quá vậy. Thì Ngọc kêu khi nào xây xong thì chắc chắn nó sẽ còn đẹp hơn nữa. Và khu này và quý vị biết mà rất là mát, thuận tiện ở đây quý vị có thể đi chợ. Ngoài cái chợ bến lức ở bên kia thì ở phía trên chỗ khu công nghiệp Thuận Đảo nó có một cái chợ nhỏ, gọi là chợ nhỏ thôi chứ cũng đông lắm. Đây là khu công viên, khu vui chơi chị em và cái khu để mình tập thể dục mỗi sáng. Và Ngọc hy vọng sau này họ sẽ trồng thêm nhiều cây xanh nữa, chứ cái này thì nó hơi ít cây rồi. Rồi ok quý vị. Và coi như là hy vọng qua video này quý vị có thể xem được cái hạ tầng tại đây, và cũng giúp cho những anh chị ở xa có thể nắm được cái tình hình những cái bất động sản quý vị đã mua. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.